đại dương với sự bao la và bí ẩn của nó là một trong những kỷ nguyên cuối cùng trên trái đất mà con người vẫn chưa thể khám phá hoàn toàn khi nhìn xuống vực thẳm của đại dương chúng ta thường tự hỏi đại dương sâu bao nhiêu mét để tìm câu trả lời cho câu hỏi này chúng ta cần đi sâu vào khám phá cấu trúc của đại dương đại dương được chia thành các vùng khác nhau bao gồm vùng biển cạn vùng biển rìa vùng biển sâu và vùng vực thẳm mỗi vùng có đặc điểm riêng và độ sâu khác nhau vùng biển cạn cũng được gọi là vùng biển ven, là phần của đại dương nằm gần bờ và bị nước biển rút đi vào lúc thủy chiều thấp. Đây là nơi mà chúng ta thường thấy khi đến biển và nơi mà nhiều loài sinh vật biển sống. Độ sâu của vùng biển cạn thay đổi theo vị trí và khí hậu, từ vài mét đến vài chục mét. Vùng biển rìa là phần của đại dương nằm giữa vùng biển cạn và vùng biển sâu. Đây là nơi nhiều loài cá và sinh vật biển khác sinh sống. Độ sâu của vùng biển rìa thường dao động từ vài chục mét đến vài trăm mét. Tuy nhiên, ở những khu vực đặc biệt như các vùng biển dạng san hô, độ sâu có thể lên tới vài nghìn mét. Vùng biển sâu là phần của đại dương nằm xa bờ và có độ sâu lớn hơn so với vùng biển rìa. Đây là nơi mà ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu đến. Vùng biển sâu có độ sâu từ vài trăm mét đến khoảng 2.000 mét. Mặc dù ánh sáng không thể tiếp cận, nhưng vẫn có rất nhiều sinh vật biển sống ở đây, sử dụng các phương pháp khác để tạo năng lượng và tồn tại trong môi trường tối tăm. Vùng vực thẳm là phần của đại dương nằm ở độ sâu sâu hơn 2 mét. Đây là nơi tăm tối và có áp suất cao đến mức con người không thể chịu đựng được. Trong vùng vực thẳm, chúng ta tìm thấy những vùng núi dưới nước, hẻm núi và cả những đám mây nước lạnh từ khối băng tan chảy từ các quần băng trên đỉnh dãy núi dưới nước. Vùng vực thẳm được coi là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất. Với những khám phá hiện tại, độ sâu tối đa của đại dương đã được xác định ở vùng Mariana Chen, nằm ở Tây Thái Bình Dương. Đây là nơi có đỉnh núi dưới nước cao nhất trên trái đất, gọi là Challenger Zip. Độ sâu tại điểm cao nhất của Mariana trên khoảng 10.994 mét là con số ấn tượng nhất cho đại dương sâu đến mức nào. Tuy nhiên, việc khám phá vẫn đang tiếp tục và con số này có thể thay đổi khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu và khám phá những vùng chưa được khám phá của đại dương. Đại dương còn nhiều bí ẩn chờ đợi chúng ta khám phá và việc tìm hiểu về độ sâu của nó là một phần quan trọng của cuộc hành trình này. Trong tương lai, việc khám phá đại dương sẽ tiếp tục mở ra cơ hội mới để chúng ta hiểu sâu hơn về hệ sinh thái biển ảnh hưởng của nó đến khí hậu và sự phát triển của cuộc sống trên trái đất độ sâu của đại dương là một trong những khía cạnh quan trọng trong việc nghiên cứu và bảo vệ môi trường biển chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để tìm hiểu và bảo vệ kho tàng quý giá này của hành tinh chúng ta